nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài quan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng xin dâng quả phước này đến tất cả các chư thiên đã chết vì đại dịch Corona virus. Mong tất cả các chư thiên được an vui trong cảnh giới của mình, và với quả phước này chúng con cũng kính dâng quả phước đến tất cả chôn đức tăng. Con xin chưa phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát, và cũng do quả phước này cầu mong cho đại dịch được nhanh chóng qua khỏi trên toàn thế giới nói chung và nước Việt Nam nói riêng. Cầu cho tất cả những bệnh nhân Covid sớm hồi phục lại sức khỏe và ít người bị trở bệnh nặng, và cũng cầu mong cho toàn thể tất cả các Phật tử đạo hữu trong Trung Phật giáo Nam truyền đều được an vui và an toàn trong trận đại dịch này. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thời kinh Tam Bảo và Thọ Giới đã hoàn mãn. Con xin dân mít đến cho sư Trí Đức. Con để sư điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên trên lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, chưa thấy vị nào đến, chưa thấy cô tu nữ nào đến, chỉ có chư Phật tử. Mình chào huynh Giang Nhật Hạ, Sik Hồng Mai, Sik Meta, Sik Hoàng Thành, hai chị em xin đôi luôn Sik Hồng Mai ha, rồi Sik Hồng Nhật với lại Sik Nhật Quỳnh cũng hai chị em xin đôi nè, Sik Kim Nhung, Sik Kim, Huynh Châu Phan, Sik Tâm Hạnh, Sik Tina, Sik Thanh Hoàng, Sik Thi An Lạc, Sik Thiện Vũ, Sik Nguyễn Mộng, Sik Hà và Sik Cát Bụi. Quý vị nghe âm thanh rõ ha. Rồi, xa thú, xa thú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 40. Đây là một câu Phật ngôn rất là quan trọng. Nếu mà vị nào học thuộc câu Phật ngôn này sẽ làm thầy pháp được đi trị ma, tức là trì tà, bình tà cho người khác được ha. Câu Phật ngôn 40 có một cái duyên sự nói lên một bài kinh mà chúng ta đã học rồi ở trong trong cái room này chúng ta đã học, nhưng mà bây giờ trước tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tatha Gato Lo Kutamo Sapakaru Hichet Thako Lo Kassasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chắc Ngày Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng, Tư Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết tá sa sát thu nô lô ca nam man tha sa vi na ca rô cô sáp bần nhu bút tháp bất đi phù tí sanh nhá tô hoàn đà ma hành tăng na rắp pù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai chiếu sáng vật màng vô minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su ga ta sa sa quốc cô xích kha su ca mô quá ta thầm ma xích khắc cô niên đa vá sân sa đi á na đá rô quá rô quanh đa ma hành tăng ná rắp bù. Trên này giác cần tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường.
Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn này là một câu mà chúng ta thấy cái số từ nó không đồng đều với nhau, là một câu cũng hơi khó học. Mong quý vị coi như có sự ghi nhớ một chút ha. Rồi chúng ta xin đọc trước. Cung phu ba măng ca gia mi năng quy địch tòa. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Câu số 2. Âm thanh rõ rồi, sa thủ. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Thêm lần nữa cho giác ăn. Cái nào khó chúng ta đọc càng nhiều thì mới nhập tâm được. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Rồi bây giờ qua câu 3 câu 4 ha. Vô thề thác mà rằng bành nhà dũ thề nã. Vô thề thác mà rằng bành nhà dũ thề nã. Vô thề thác mà rằng bành nhà dũ thề nã. Và câu cuối cùng. Chí tành chá rắc khề ani quê sát. No. Chí tành cha rắc khề ani quê sát nô si già. Chí tành cha rắc khề ani quê sát nô si già. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 câu 4. Vô thề thắc mà rằng bành nhà dũ thề. Na chi tành cha rắc khề ani quê sát nô si già. Vô thề thắc mà rằng bành nhà dũ thề. Na chi tành cha rắc khề ani quê sát nô si già. Vô thề thắc mà rằng bành nhà dũ thề. Na chi tành cha rắc khề ani quê sát nô si già. Rồi câu này dài quá, chúng ta chia làm hai đọc cho nó dễ ha, chứ đọc một hơi dễ bị đứt móng lắm. Rồi bây giờ chúng ta đọc cho dòng kinh. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa. Vô thề thắc mà rằng bành nhà dũ thề. Na chi tành cha rắc khề ani quê sát nô si già. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy địch tòa. Na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bê tòa.
Yo thề tham ma rằng ban nhà yu thề na chi tan cha rắc kề anh đi về san đồ si già. Thêm lần nữa. Cung phu bá măng ca yam mi măng quý ni tòa na gác rù bá măng chít tham đăng tháp bếch tòa. Yo thề tham ma rằng ban nhà yu thề na chi tan cha rắc kề anh đi về san đồ si già. Yeah, đọc thử một hơi coi có được không. Lấy hơi đây nha. Cùm phu bá măng ca yam măng quý lý tòa na gác rù bá măng chít tâm đăng sát bế tòa vô thề tham mà rằng bà nhà yu thề na chít anh chắc rắc kề anh đi về sát nổ chị già. Cũng được nhưng mà nghe kỳ ha. Nó không có mạnh bằng đọc và một lần hai câu. Đọc lần hai câu thì quý vị thấy nó rõ ràng, nó mạnh hơn, có lực hơn. Còn đọc hoàn liền một hơi thì nghe nó hơi lúng cũng à, quý vị đọc hai hơi đi cho an toàn. Rồi cái này giọng kể cũng khó lắm, giọng có dễ đâu nghe bà con à, đừng có tưởng kể là sao cũng được nha. Kể nó cũng có quy luật của kể à, đúng rồi, hết si quát rồi, ngất ngương tàu rồi, trên là hơi hám còn bao nhiêu hết á. Rồi bây giờ thử kể coi làm sao, chắc chắn là bà con kể hay hơn chúng tôi à. Cũng phu ba măng ca và mi đăng quy định tòa nagaru ba măng chỉnh tam mi đăng tha bên tòa vô thế tham ma răng ban nhà du thế na chỉ tan cha răng khế ani quê sa nô si ya. Cũng phu ba măng ca và mi đăng quy định tòa nagaru ba măng chỉnh tam mi đăng tha bên tòa vô thế tham ma răng ban nhà du thế na chỉ tan cha ra khế ani quê sa nô si ya. Cấm phu ba măng ca và mi đăng quy định tòa nagaru ba măng chỉ tam mi đăng tha bên tòa vô thế tham ma răng ban nhà du thế na chỉ tan cha ra khế ani quê sa nô si ya. Biết thân như đồ gốm, trụ tâm như thành trì, chống ma với quân gươm chỉ, giữ chiến thắng không tham. Alo, bài này khó quá, hèn gì chứ con một mình siết mấy ta, siết kim đưa tay à. Ủa thêm siết kim nhung nữa nè, ba người được rồi. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con đảnh kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 40 ạ. Cung phu ba măng ca giá mi măng quý đít tòa na ga rô ba măng chích ta mi đăng tha bét tòa vô thề tha ma răng bành nhà du thề na chi tình cha rắc khề a ni quê sa nô si ya. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cung trường âm nhấn, phu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, đít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná gá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá
đoạn âm bát trường âm nhấn toa trường âm thông thường. Cung phù ba măng ca gia mi măng quy đít toa naga rù ba măng chích a mi đăng tha bát toa. Dạ, con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Vô thê là hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, vú đoạn âm, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chí đoạn âm, tân trường âm nhấn, chá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xí đoạn âm, và gia là trường âm thông thường. Vô thề tha ma răng banh nha, vô thề na chi tần chá rắc khê á ní quê, xá nô xí gia. Và con đọc lại hết bài. Cung phù ba măng ca gia mi măng quy đít toa na ga ru ba măng chích ta mi đăng tha bét toa vô thề tha ma răng bệnh nhà du thề na chi tình cha rắc khê ani quê sa nô si gia. Dạ, cho con đọc một lần thôi, con muốn hết hơi rồi. Biết thân như đầu gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin cố gắng kể câu pháp cú này đó. Hơi con ngắn quá. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy đít toa na ga ru ba măng chích ta mi đăng tha bét toa vô thê tha ma răng bệnh nhà du thê na chỉ tân cha rắc khê a ni quê sa nô si ya. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 40. Wow, quá trời nhiều trò, nghe rõ. Cảm ơn, nghe rõ ràng rồi. Thôi thì trả bài đi. Bài này cũng có 4 câu à, mà câu nào dài thòn, khó đọc nữa. Nhưng mà quý vị là đều là người giỏi hết mà, sẽ làm được mà, cô Mít Tà làm được, thấy không? Đọc kinh, đọc kệ gì cũng hay hết trơn, thấy không? Thôi giờ trả bài cho rồi đi, nói nhiều quá. Sư nghe sư ghét mà. Nhiều cà kê dê nhỏng tạo lao thiên đường. Ok, trả bài. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 40. Khum bù ba măng khà giá mi măng quy đích tòa naga rù ba măng chích ta mi đằng tháp hết tòa vô thề tha mà rằng thành nhà du thề na chi tành cháu rắc khề ani quê sa nô si già cầm bồ ba măng khà gia mi măng quy đích tòa na ga rù ba măng chích ta mi đằng tháp hết tòa vô thề tha mà rằng thành nhà du thề na chi tành cháu rắc khề ani quê sa nô si già. Phân tích câu 1 và câu 2. Khum trường âm nhấn, phu trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm,
măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, đoạn âm, đít, trường âm nhắn, toa, trường âm thông thường. Câu số 2, ná gá, hai đoạn âm, ru, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích, trường âm nhắn, tá, mí, hai đoạn âm, đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá, đoạn âm, thét, trường âm nhắn, toa, trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Khum phu bá măng kha giá mi măng quý đích toa, naga rù bá măng chích tá mi đằng tha phết toa, vô thề tha mà rằng phành nhà chú thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nồ si già. Khum bồ ba măng kha gia mi măng quý đích tòa, na ga rù ba măng chích ta mi đằng tha tét tòa, vô thề tha mà rằng phành nhà chú thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nồ si già. Phân tích câu số 3, vô thê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, băng trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, vú đoạn âm, thê thông thường, ná đoạn âm. Câu cuối cùng, chí đoạn âm, tranh trường âm nhắn, chá đoạn âm, rắc trường âm nhắn, khê trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài. Và ca kê. Vô thề tha mà rằng phành nhà vũ thề na chi tành cho rắc khề ani quê sa nô si già. Khum phù ba măng kha gia mi măng quy đích tòa, na ga rù ba măng chi ta mi đằng ta tết tòa, vô thề tha mà rằng phành nhà vũ thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nô si già. Khum phù ba măng kha gia mi măng quy đích tòa, naga ru ba măng chích tam mi đằng tha phết tòa, vô thề tha mà rằng phành nhà du thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nô si già. Cầm bồ ba măng kha gia mi măng quê đình thoa, naga ru ba măng chi ta mi đằng tha phết tòa, vô thề tha mà rằng phành nhà du thề na chịt tăng cha rắc khê ani quê sa nô si ya. Khum bồ ba măng kha ya mi măng quy định thoa, na ga ru ba măng chịt ta mi đăng tha phết toa, vô thê tha ma răng phanh nhà chú thê na chị tăng cha rắc khê ani quê sa nô si ya. Biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì, chống ma với gương trí, giữ chiến thắng không tham. Trên đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì coi đi coi nha, coi nha. Trời ơi, cái vỗ tay vẫn chừng quá trời luôn gì đó. Dân với khà để vỗ con tay rồi. Nè, cô Hồng Mai nè, vỗ trước, vỗ sau ba cái luôn. Hồng Thị Chim Nhung, vỗ bụp 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 luôn ba cái luôn. Cô Mít Tà hai cái luôn. Tina không có cái nào. Thanh Hoàng không có cái nào, không có vỗ tay gì hết. Sư cho bà cũng đứng dừng dàn khè. Bữa nay sư khỏe nha, sư không bất lùng nữa nghe. Cảm ơn sư và cảm ơn quý vị. Và xin mời Phú Biển nghe răng đang cười nữa. Đọc bài đây. Cười gì? Mời quý vị kế tiếp, hình như cô Hồng Thị Kim Nhung phải không? Rồi, mời Hồng Thị Kim Nhung nha. Good luck. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tân Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con thấy
chị Nhung hồi nãy đứng trước mày sao bây giờ tụt xuống rồi, bên kia có cần nhường mắt cho chị em đi xuống không? Dạ thôi, cầm mắt ra thôi để trả lời. Dạ, con xin trả bài. Cùng phù ba mằng cà gia mi mằng vi đít tòa na ga lù ba mằng chít ta mi trần tháp tháp bét tòa dù thề tha mà rằng bành nhà du thề na chít tành cha rắc khề a ni huệ sa nộ si già cung phụ ba mằng cà gia mi mằng vi đích tòa na ga rù ba mằng chích ta mi trần tha bề bét tòa tha bét tòa dù thề tha mà rằng bành nhà như thề na chích tành cha rắc khề a ni huệ sa nộ si già. Dạ, con đọc hơi bắt, con xin đọc mình cung phụ ba mằng cà gia mi mằng quy tích tòa na ga rù ba mằng chích ta mi trần tháp bét tòa dù thề tha mà rằng bành nhà du thề na chích tành cha rắc khề a ni về sa nô si già cung trường âm nhấn phu trường âm thông thường bá đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ca trường âm thông thường giá đoạn âm lý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm tích trường âm nhấn thoa trường âm thông thường ná đoạn âm ná giá hai đoạn âm ru trường âm thông thường bá đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chích trường âm nhấn tá đoạn âm lý đoạn âm trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm thá đoạn âm hết trường âm nhấn toa trường âm thường cùng phù ba mằng cà gia mi mằng quy tích tòa na ga rù ba mằng chích ta mi trần tháp bét tòa vô trường âm thông thường vô thề hai trường âm thông thường thá đoạn âm ma trường âm thông thường răng trường âm đập theo giọng nguyên âm văn trường âm nhấn nhà trường âm thông thường dú đoạn âm khê trường âm thông thường ná đoạn âm ná chí hai đoạn âm tành trường âm nhấn chá đoạn âm rắc trường âm nhấn khê trường âm thông thường á đoạn á ni hai đoạn âm quê trường âm thông thường xá đoạn âm nô trường âm thông thường xí đoạn âm gia trường âm thông thường dù thề tha mà rằng bành nhà yut thề na chích tành cha rắc khề a ni về sai nô si già cùng phù ba mằng cà gia mi mằng quy tích tòa na ga rù ba mằng chích ta mi đằng tha tháp bét tòa dù thề tha mà rằng bành nhà yut thề na chích tành cha rắc khề a ni về sa nô si già biết thân như đồ gốm trú tâm như thành trì chống ma với gươm trí giữ chiến thắng không tham bản dịch qua tình tích Minh Châu. Dạ, con xin trễ cái bài này nó hơi khó nên con cũng xin cố cùng cung phu ba mắng ca gia mi mong quy trịch tòa na ga ru ba mắng chị ta mi đằng tha bếp tòa yô thê tha ma răng bành nha yô thê na chị tanh cha ra khê a mi vê sa nô si ya. Dạ, con có xài sinh và đạo tràng kính sử và con xin trả mắt cho được cái tư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp.
Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 40. Cùng phù ba măng cà giá mi măng vi đít tòa nà gà rù ba măng chít tà mi đăng tháp bét tòa. Dù thề tham mà rằng bành nhà dù thề nà chi tầm cha rắc khề anh đi về xa nô si già. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Cùng phù ba măng cà giá mi măng vi đít tòa nà gà rù ba măng chít tà mi đăng tháp bét tòa. Cùm là trường âm nhấn, phu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gá là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, toa là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cùm phù ba măng cà giá mi măng vi đít toa na ga rù ba măng chít ta mi đăng tháp bét toa. Câu 3 và câu 4. Dù thề tham mà rằng bằng nhà dù thề na chi tầm cha rắc khề anh về sa nô si già. Vô là trường âm thông thường, thề là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bằng là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, dú là đoạn âm, thề là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chí là đoạn âm, tâm là trường âm thông thường, tọa trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ní là đoạn âm, vê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Dù thề tham mà rằng bằng nhà dù thề na chi tầm cha rắc khê ani về sa nô si già. Con đọc lại nguyên bài. Cùng phụ măng cà giá mi măng vi đít tòa na ga cù ba măng chít ta mi đăng tháp bét tòa. Dù thề tham mà rằng bằng nhà dù thề na chi tầm cha rắc khề ani về sa nô si già. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Biết thân như đồ gớm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thẳng không tham. Dạ, con xin xuống, con có sai chỗ nào xin sư và quý vị trong lớp sửa chữa giùm cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Alo, sư Tiền Vũ, sư Kim Nhung, sư Thanh Hoàng, chờ một tí ha. Sư Tiền Man, chỉ có lên đọc để phân tích trường âm và đoạn âm chứ không có kể. Nhưng mà khi phân tích trường âm và đoạn âm, giọng đọc rất là chuẩn. Phân tích thì có bị một chỗ, quý vị thấy Sister Man bị chỗ nào? Alo. Bị một chỗ, bị vấp. Với cái trình độ của Sister Man thì chắc rằng không thể sai, nhưng mà bị vấp, tức là bị lộn á, bị nhầm á. Chữ chính xác bị nhầm, bởi vì chữ quyết định toa phân tích rất là chính xác, thì chữ tháp bế toa cũng phải rõ ràng chứ. Nhưng mà chỗ này chỉ toa nói đó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Này, nếu mà nói về trường âm đọc theo giọng nguyên âm để cho quý vị có theo dõi hay không, nhưng mà chắc rằng là Sister Man không có cái ý nghĩ đó, mà chắc bị hơi phóng tâm ha, cho nên mới nói rằng chữ toa này thật sự nó là trường âm thông thường, nhưng mà nó trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đó là bị như sao, thì đọc nhầm thôi, chứ thật sự chữ quý đít toa thì rất là chính xác, thì chữ tháp bế toa thì cũng phải rõ ràng thôi. Nhưng mà đây là một cái điểm để cho chúng ta có theo dõi bài vở hay không. Rồi, sa thú, phân tích là chuẩn, giọng đọc rất là hay.
Đấy, dòng đọc không có chỗ nào sai, nhưng mà chỉ có một cái chữ này bị nhầm thôi, chữ toa. Rồi bây giờ mời Sích Ca Thiền Bủ ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 40. Cùng phu pha măng ca ya mi măng quy đít tòa na ga ru pha măng chít ta mi đăng tha phết tòa. Yô thê tha ma răng thanh nhà yu thê na chi tành cha rắc khê an ni quê sa nô si ya. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Cung, trường âm nhấn. Phu, trường âm thông thường. Phá, bản âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca, trường âm thông thường. Giá, mí, hai đoạn âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm. Đít, trường âm nhấn. Toa, trường âm thông thường. Ná, gá, hai đoạn âm. Ru, trường âm thông. Hai đoạn giọng nâm, trường âm thông thường. Cum phu pa măng ca ya mi măng quy đít tòa na ga ru pa măng chít ta mi đăng tha phết tòa. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Yô thê, hai trường âm thông thường. Thá, bản âm. Ma, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thanh, trường âm nhấn. Nha, trường âm thông thường. Dú, đoạn âm. Thê, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Chí, đoạn âm. Tanh, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Rắc, trường âm nhấn. Khê, trường âm thông thường. Á, ní, hai đoạn âm. Quê, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Xí, đoạn âm. Gia, trường âm thông thường. Yô thê tha ma răng thanh nhà yu thê na chi tành cha rắc khê an ni quê sa nô si ya. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 40. Cùng phu pha măng ca ya mi măng quy đít tòa na ga ru pha măng chít ta mi đăng tha phết tòa. Yô thê tha ma răng thanh nhà yu thê na chi tành cha rách khê an ni quê sa nô si ya. Cùng phu pha măng ca ya mi măng vi đi tòa na ga ru pha măng chi ta mi đăng tha phết tòa. Yô thê tha ma răng thanh nhà yu thê na chi tanh cha rắc khê an ni quê sa nô si ya. Biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con mà con biết nó bị... Dạ, không biết đạo tràng con nghe được. À, dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tô nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 40 ạ. Cầm phù ba măng ca ya mi măng quy đi tòa na ga rù ba măng chi ta mi đăng tha bết tòa. Yô thê tha ma răng bành nhà yu thê na chi tành cha rắc. Hey, anyway, sano.
cầm phù ba măng ca gia mi măng quy đi tòa là. Dạ, tại vì nó nhảy con xin đọc lại. Cầm phù ba măng ca gia mi măng quy đi tòa na ga rù ba măng chi ta mi đằng tha bê tòa dô thề tha mà răng bành nhà đề na tành cha rắc khề ani quê sa nô si ya. Biết thân như đổ gốm, chú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí chín tham, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Cum là trường âm nhấn, phu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá, mí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná gá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là đoạn âm, là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Măng ca măng quy đi tòa na ga rù ba măng chi ta mi đăng tòa bô là thông thường, thê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, là banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, dú thê là âm thông thường, ná là đoạn âm, chí là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, á, ní là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nô là trường âm thông, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Dô thề tha mà răng bành nhà dô thề na chi tành ca ra mô si ya cầm phù ba măng ca gia mi măng quy đi tòa măng chi ta mi đằng tha bết tòa dô thề tha mà răng bành nhà tành cha rắc khề ani quê sa nô si ya. Dạ con xin kể ạ. Cầm phu ba măng ca gia mi măng quy đi toa na ga ru pa măng ta mi đăng tha bê toa dô thế thằng vô thế na chi tanh cha rắc khe a ni quê sa nô si ya. Cầm phu ba mi măng quy đi na ru pa mang chi ta mi đang tha bê toa ma rằng bánh nha dù ta chi tanh cha rắc khe san nô hi. Biết thân như đổ gốm, chú tâm như thành nỉ với gươm trí, giữ chiến thắng không tham, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai. Con kính thỉnh và đạo giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn tâm hạnh bốt bài. Dạ, xin mời Thanh. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu ạ. Không biết đạo hữu nghe con nói có rõ không ạ? Alo. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 40 ạ. Cùng phụ. Hôm nay con bị ho, con xin sám hối. Alo. Con vừa bị ho. Cùng phụ ba măng ca gia mi măng quy đi tòa na ga ru pa măng chít ta ni đằng tha pét tòa dô thề tha
Dạ. Alo, alo ạ. Con nói to lắm rồi, không hiểu sao. Con xin đọc lại ạ. Cùng phụ ta mang cả gia mi mang quy đít tòa. Con mời quý đạo hữu, con sẽ đổi cái mạng khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính bẩm lễ sư trí đức, sư pháp trang, sư tuệ đức. Chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Con xin đọc câu pháp cú số 40. Cum phu pa mang ca yam mang vi di tòa năng a ru pa mang chít ta mi đăng tha tết tòa yô thề tha ma răng tành nhà yu thề na chít tành cha ra khề a mi huệ sa nô si ya. Cùng phụ pa măng ca ya mi măng vi bi tòa na ga ru pa măng chít ta mi đăng tha pet tòa vô thề tha ma răng tành nhà du thề na chi tành cha rắc khề a mi huệ sa nô si ya. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cùng phụ pa măng ca ya mi măng vi bi tòa na Chittami đăng tháp-pét tòa. Cung là trường âm nhấn, phu là trường âm thông thường, pá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, giá, mí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, đít trường âm nhấn, tòa trường âm thông thường. Câu 2. Ná gá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, tá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, pét trường âm nhấn, toa trường âm thông thường. Cùm phù pa măng ca ya mi măng vi đít tòa na ga ru pa măng chít ta mi đăng tháp pét tòa. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Yo det tha ma rang tanh nhà du thề na chít tanh cha rắc khề a ni vệ sa nô si ya. Yo thề hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, dú đoạn âm, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chí đoạn âm, tanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá âm, nô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Vô thề tha ma răng tành nhà du thề na chi tành cha rắc khề a ni huệ sa nô si ya. Dạ, con xin đọc lại câu 40. Cùng phù pa măng ca ya mi măng vi đi tòa na ga ru pa măng chít ta mi đăng tha pét tòa vô thề tha ma răng tành nhà du thề na chi tành cha rắc khề a ni huệ sa nô si ya. Điếp thân như đồ gốm, trú tâm như thầm trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Cung phu pa măng ca ya mi măng vi đi tòa na ga ru pa măng chi ta mi đăng tha tết tòa Yo te tamarang panya yu te na Chitang charakhe aniwe sano siya Kumpu pamang
yada nagarupa manchitami dang tabetwa yotetama rang panya yutena jitanjarang khe anywe sano siya. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ xin cảm ơn sư đã có bài dùm con. Dạ con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài kệ pháp cú số 40. Cung phu ba măng ca ya mi măng quý đi tòa na ca ru ba măng chít tắp mi tăng tháp bếp tòa dô thề tháp ma răng văn nhà yu thề na chít tăng chá rắc kề an ni quê sát nô sĩ gia. Cung phu ba măng ca ya mi măng quý đi tòa na ca ru ba măng chít tắp mi tăng tháp bếp tòa dô thề tháp ma răng văn nhà yu thề na chít tăng chá rắc kề an ni quê sát nô sĩ gia. Con phân tích câu 1 và 2. Cung phu bát măng ca yát mi măng quý tít tòa na na gá rù bát măng chít tát mi đăng tháp bếp tòa. Cung trường âm nhấn phu trường âm thông thường phá động âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca trường âm thông thường giá mí hai động âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý trường động âm tít trường âm nhấn to trường âm thông thường, ná giá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, vết trường âm nhấn to trường âm thông thường. Cung phu bát măng ca giá mi măng quý tít to ná ca ru bát măng chít tá mi đăng tháp bếp to. Câu 3 và 4. Vô thề tháp mà răng văn nhà yếu thề nát chín tành chá lánh khề an ní quê xa nô sĩ già. Vô trường âm thông thường, thê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, dứ đoạn âm, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, trí đoạn âm, tâm trường âm nhấn, trá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Vô thề tha mà răng phần nhà như thế na chín tần cha rắn kề an ni quê sa nô sĩ già. Cung phu bát măng ca giá mi măng quý đến tòa na ca ru bát măng chín tâm mi đăng tháp bếp tòa. Vô thề tha mà răng phần nhà như thế na chín tần cha rắn kề an ni quê sa yô sĩ già. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gương trí, chiến thắng không tham của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cung phu ba măng khà gia mi măng quý tín tòa na ga ru pa măng chín tám mi đăng tha bên tòa dù thế tham ma răng phần nha dự thế đá chín ta cha răn khê a ni quê sa lô si ya. Cung phu ba măng khà ya mi măng quý đinh toa na ga ru ba măng chỉ ta minh đăng tha bên toa dù thế tham ma răn phần nha dù thế na chín ta cha răn khê a ni quê sa lô si ya. Dạ thưa con đã đọc xong, có sai con xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp.
Alo. Xin quý đạo hữu có nghe tiếng con không ạ? Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 40 ạ. Cum phu pa mang ca ya mi mang quy đít tòa na ga ru pa mang chi ta mi đăng tha pet tòa yô e tha ma ra đăng pa yu tha chi tành cha rắc khe ani we sa no si ya. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Cum phu pa mang ca ya mi mang quy đít tòa na ga Naga rupa mang chitami đăng tha pet tòa. Cum là trường âm nhấn, phu là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá mí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường ạ. Ná gá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, pết là trường âm nhấn và toa là trường âm thông thường ạ. Cùm phù pa măng ca ya mi măng quy đít tòa na gá ru pa ma pa măng chít ta mi đăng tha pết tòa. Con đọc câu 3, câu 4 và phân tích ạ. Yo thề tha ma rằng bành nhà chú thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nô si ya. Yo thề là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, panh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chú là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm ạ. Chí là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, á ní là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm và gia là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Cùm phù ba măng ca gia mi măng quy đít tòa na ga ru ba măng chi ta mi đăng tha pết tòa yo thề tha ma rằng bành nhà yu thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nô si ya. Biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Con xin kệ ạ. Cùng phu ba măng, ca gia mi măng, quy đít tòa, na ga ru ba măng, chi ta mi đăng tha pết tòa. Yô thê tha ma răng, bành nhà yô thê na, chi tanh cha rắc, khê ani huê sa no si ya. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Nếu con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, con mời bạn kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 40. Cùm phù ba măng cà gia mi măng quy đi tòa na ga ru ba măng chít ta mi đằng tha bề tòa. Dù thề tha mà rằng bành nhà du thề na chi tành cha rắc khề ani huệ sa nô si già. Cùm phù ba măng cà gia mi măng quy đít tòa. Cùm là trường âm nhấn, phù trường âm thông thường, bá đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, giá đoạn âm, mí đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, tòa trường âm,
thông thường. Ná gá hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, bá đoạn âm, mang trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, thá đoạn âm, bích trường âm nhấn, toa trường âm thông thường. Cung phu ba măng ca gia mi măng quy đích tòa na ga ru ba măng chít ta mi đằng tháp tòa. Dô thê tha mà rằng bành nhà dư thê na chít. Dô thê tha mà rằng bành nhà dư thê na chít tành cha rắc khê. A ni quê sa nô si già. Dô thê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường. Dú đoạn âm, thê trường âm thông thường, ná chí hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường. Á ní hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Dô thề tha mà rằng bành nhà yếu thề na chí tành cha rắc khề a ni quê sa nô si già. Cùm phù mi mặn quy đích tòa na ga rù ba mặn chít tha mi đằng tháp bệt. Tòa dô thề tha mà rằng bành nhà yếu thề na chi tằng cha rắc khề a ni quê sa nô si già. Cùm phù ba mặn cà gia mi mặn quy đích tòa na ga rù ba mặn chít ta mi đằng tháp bệt tòa. Dô thề tha mà rằng bành nhà yếu thề na chi tằng cha rắc khề a ni quê sa nô si già. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, dược chiến thắng không tham, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Dạ đạo tràng có ghi âm thanh con nhỉ. Dạ con cảm ơn. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cho con được đọc câu pháp cú số 40. Cầm phù ba măng cà giá mi măng y đi tòa ná gá rù ba măng chít tá mi đằng tha bề tòa dồ thề tha mà rằng bàn nhà dư thề ná chít tành chá rắc khề a ni về xa nộ si dạ. Cầm phù ba măng cà giá mi măng ví đi tòa ná gá rù ba mặn chít ta mi đằng tha bề tòa dù thề tha mà rằng bàn nhà dù thề ná chi tành chá rách khề a ni về sa nô si dạ. Dạ con xin phân tích. Cum là trường âm nhấn, phu trường âm thông thường, bá đoạn âm mang trường âm đọc theo dạng nhân âm, ca trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm mang trường âm đọc theo dạng nhân âm, ví đi hai đoạn âm toa trường âm thông thường, ná ghé hai đoạn âm ru trường âm thông thường, bá đoạn âm mang trường âm đọc theo dạng nhân âm, chít trường âm nhấn, tá mí hai đoạn âm đăng trường âm đọc theo dạng nhân âm, thá
đoạn âm B toa là hai trường âm thông thường, vô thê là hai trường âm thông thường, tha đoạn âm ma trường âm thông thường, răng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, vú đoạn âm, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chí đoạn âm, tan trường âm nhấn, chá đoạn âm, rách trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, vê trường âm thông thường, xá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Cùng phù ba măng ca giá mi măng y đi tòa na ga rù ba măng chít ta mi đằng ta bề tòa vô thề tha mạ rằng bàn nhà vũ thề na chi tăng na chi tăng ca rát khề ani về sa nô si già đi thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Dạ, đây là khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mẹ con xin kể. Cùm hủ ba măng, cà giả mi măng bi đi toán, Nagaruba mang chitang mi đăng tha bê toa. Vô thể tha ma răng bành nhã du thể nam chitan cha rát khe ani về sa no si ya. Cầm phủ ba mang cà giả mi mang vi đi toa. Nagaru ba măng chít tăng mi đăng tha bê toan. Vô thể tha ma răng bành nhã vô thể nam chi pa tan cha rát khe ani về sa no si ya. Dạ con đã phân tích và đọc xong, con có sai con kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin mời vị kết tiếp. Alo, Huynh Văn Nhật Hà, chờ một chút nha. Sư Trần Phụ đến với đạo tràng sau. Cho nên cái chữ quý đích toa và tháp bích toa hai chỗ này Thích Trần Phụng hơi lúng túng. Chữ quý đích toa thì Thích Trần Phụng phân tích là quý đoạn âm, đi là đoạn âm, toa là trường âm thông thường. Còn cái chữ thá bích toa thì Thích Trần Phụng phân tích thá là đoạn âm, b là trường âm thông thường, toa là trường âm thông thường. Cho nên quý vị thấy rằng ở chỗ này hơi bị lục củng một tí ha. Đọc thì chính xác, quý đích toa, tháp bích toa, đọc thì rất rõ ràng, chính xác. Nhưng mà khi phân tích thì chỗ này hơi lủng củng. Quý đích toa, chữ đích là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường, chữ bích là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường ha. Thì Trần Phụng chú ý chỗ này một tí là hoàn chỉnh. Rồi, xin mời Huynh Văn Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trang, Sư Tuệ Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 40 ngày hôm nay. Cùng phù ba măng ca gia mi măng quý đích tòa nagaru ba măng chít ta mi đằng tháp ết tòa vô thề tha ma rằng bành nhà du thề na chi tành cha rắc khề ani quê sa nô si già.
Cùng phù ba măng ca gia mi măng quy đít tòa na ga rù ba măng chít ta mi đằng tha bét tòa vô thề tha ma răng bành nhà du thề na chít tành cha rắc khề a ni quê sa nô si ya. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cùng là trường âm nhấn, phu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá, mí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná, cá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá, mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Cùm phù ba măng cà gia mi măng quy đít toa na ga rù ba măng chít ta mi đăng tha bét toa. Và câu số 3 và câu số 4. Vô thề tha ma răng bành nhà du thề na chít tành cha rắc khề a ni quê sa nô si già. Vô thê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, dú là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tí là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, á, ní là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Vô thề tha mà răng bành nhà du thề na chi tành cha rắc khê a ni quê sa nô si gia. Dạ con xin đọc lại ạ. Cùm phù ba măng ca gia mi măng quy đít tòa na ga rù ba măng chít ta mi đăng tha bét tòa vô thề tha ma răng bành nhà du thề na chít tành cha rắc khề a ni quê sa nô si gia. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Cùm phù ba măng ca gia mi măng quy đi tòa na ga ru ba măng chín ta mi đăng thê pê tòa. Yô thê tha ma răng ban nhà yu thê na chê tan cha rắc khê a ni quê sa nô si ya. Cùm phù ba măng ca gia mi măng quy đi tòa na ga ru ba măng chita mi đăng tha bê tòa. Yô thê tha ma răng ban nhà du thê na chitan cha rắc khê a ni quê sa nô si ya. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Ồ, con thở rồi nhằn ngài xích diệt cho Nhật Bình chút xíu nha. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại Đức Pháp Trang, đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ mời bàn tay xích diệt nha.
Alo, mời sinh viên cầm mic đi. Ngài chưa xuất hiện là ngài còn cho giờ đó. Sinh viên ơi, mời cầm mic nha. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ sư Chí Đức. Con xin chào mọi người. Con... lâu quá rồi con không có lên trả bài cho nên cũng hơi lỏng ngỏng. Dạ, con có gì sai xin mọi người bỏ qua cho và xin sư sửa chừng cho con. Dạ, con xin trả bài pháp câu pháp cứu kinh 40. Khum phu ba năng ca giá đi măng quý tí tòa na ca vù ba năng chích ta mì dằn tháp hết tòa hết rồi vô thề tha mà rằng bành nhà yú thề na chích bành cha rắc kề ani về sa nô si ya. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Khum là trường âm nhấn, phu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, lý là đoạn âm, măng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Câu số 2, ná giá là hai đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chích là trường âm nhấn, tá mí là hai đoạn âm, văn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, hết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Khum phu ba măng ca ya mi măng quy tích toa na ga vù ba năng chích ta mi văn thá kết toa. Dạ, câu 3, câu 4. Yo là trường âm thông thường, thê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, yếu là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu 4. Là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, lý là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Yô thề tha ma rằng bành nhà yú thề na chích tanh cha rắc kề ani về sa nô si na. Thôi cho con không đọc kệ nha, tại vì cũng sắp hết giờ rồi, lần sau con đọc nha. Dạ, con có sai xin đạo tràng sửa cho con và con xin cảm ơn. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 123 123. Chị Chuyên ơi, văn ôn võ luyện. Lâu quá rồi. Chích tâm mi đăng, đọc là chích tâm mi dân à, chỗ này nha, sai chỗ nha. Phải vô thường thường đi. Thì cái chữ đó đọc là chích tâm mi đăng, chứ không phải là chích tâm mi dân, chứ không phải chích tâm mi ruông. Không có ruông chỗ này. Đọc cái giọng vậy mà sao ruông được. À, kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ đại đức Tuệ Đức. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Đọc được thì chúng ta phải hiểu thế nào. Chí tâm y đăng có nghĩa là tâm này. Nhưng mà hồi đó đọc với tâm của ai á, chứ không phải tâm này ha. Chí tâm y đăng. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Cùng phù bá măng ca giám mỹ măng quý đích toa. Câu này có ba từ ha. Cum phu ba măng là một, ca giám mi măng là hai, vi đích toa là ba. Chỉ cum phu ba măng do hai từ cộng lại, tức là cum phá.
và upama kumpha, nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Kumpha là cái chậu bằng đồ gốm, hay là cái lọ, hay là cái nồi, cái gì mà bằng đất sét mà đem nung ấy, thì người ta gọi là kumpha. À, rồi cộng với chữ upama, upama là tương tự, ví như thí dụ, thì nhờ có mấy cái này mà nó mới thú vị á ha. Upama thì chỉ kumpha mà cộng với upama nó biến thành kumphu ba măng. Tại sao nó là ba măng? Bởi vì ở đây nó được chia theo đối các số ít đối tỷ gia vì pháp thiết e cao quá trình á, cho nên upama biến thành upamang. Thí dụ cái nồi đất, hay là cái lọ bằng đồ gốm, hay là cái gì bằng đồ gốm đó, thì người ta ví dụ như vậy ha. Cùng phù ba măng. Rồi ca giám mỹ măng, chỉ ca giám mỹ măng do cái từ ca dân cộng với ý măng. Chữ ca dân này do cái từ ca giá. Ca giá nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Và ca giá được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia vì pháp thí e cao quá trình á, cho nên ca giá biến thành ca dân. Ca dân cộng với ý măng. Ý măng là do đại từ nam tính ý đăng, và nó cũng được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia vì pháp thí e cao quá trình á, cho nên ý măng có nghĩa là cái này. Cái này cái gì là cái này? Ca giáp mỹ măng, tức là thân này. Ca giáp mỹ măng là thân này. Rồi cái chữ cuối cùng, quý đích toa. Đây là một động từ bất biến. Sau khi biết được, sau khi biết rõ. Sau khi biết được, sau khi biết rõ. Quý đích toa, tức là cung phu bá mần cà giá mi mần quý đích tòa. Sau khi biết được thân này ví như chậu đất nung, ví như chậu bằng đất, cái thân này như đồ gốm á, sau khi biết rõ, sau khi biết được quý đích tòa. Và ý nghĩa của câu này, cung phu bá mần cà giá mi mần quý đích tòa, sau khi biết rõ thân này ví như chậu đất nung. Rồi câu số 2, câu số 2, nagaru ba măng chít tăng ý đăng tha bế tòa. Nagaru ba măng chít Tami đằng tháp bế tòa. Câu số 2 cũng 3 từ ha. Nagaru ba măng. Nagaru ba măng do cái từ nagara cộng với upamang. Nagara đây là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Nagara có nghĩa là thành trì, thành phố. Thành trì, thành phố. Rồi upamang do cái từ upama là tương tự, ví như thí dụ thú vị. Và nagaru upamang nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia vì pháp thí e cao quá trình á, cho nên upama biến thành upamang. Nagaru upamang ví như thành trì, ví như thành trì. Rồi chít tâm ý đăng, tức là chít tăng cộng với ý đăng. Chít tăng là tâm, ý đăng là này. Chít tăng cộng với ý đăng thành ra chít tâm ý đăng. Chít tâm ý đăng ví như thân này.
Vì như đằng này tháp bế toa đây là một cái động từ coi như tháp bê tí, làm cho đứng vững hay là thiết lập. Vậy thì tháp bế toa đây nó là một động từ bất biến. Khi củng cố, sau khi an trú, sau khi thiết lập, sau khi củng cố, sau khi an trú, sau khi thiết lập. Vậy thì cái câu số 2 này, Nagaru ba măng chittami đằng thabê tòa, Nagaru ba măng chittami đằng thabê tòa, sau khi củng cố tâm này, ví như thành trì. Sau khi củng cố tâm này, ví như thành trì. Đại. Câu số 3. Vô thề tháp ma răng bành nhà vũ thề nát. Vô thề tháp ma răng bành nhà vũ thề nát. Câu số 3 cũng ba từ vô thề tha. Đây là một động từ. Động từ này có nghĩa là nên công kích, nên tấn công. Hãy công kích, hãy tấn công. Vô thề tha. Tấn công ai? Ma răng, ma răng là do từ ma rá. Ma rá là một danh từ nam tính ha. A karan ta phung linh gá. Và chữ ma rá này được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quỷ phát thí ê có quá trần á. Cho nên ma rá biến thành ma vương. Ma rá biến thành ma răng. Ma răng có nghĩa là ma vương. Rồi, chỉ cuối cùng, bánh nhu thê ná, bánh nha, nó là một danh từ trung tính. A-kran-ta-na-pum-sa-ka-linh-ga, bánh nha là trí tuệ. Rồi, a-yu-tha, nó là một danh từ trung tính. A-kran-ta-na-pum-sa-ka-linh-ga, a-yu-tha, có nghĩa là vũ khí. Nhưng mà a-yu-tha ở đây được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng các số ít có nghĩa là ta tỷ giá quỷ phát thí e các quá trình á. Cho nên ayutha nó biến thành ayuthena. Banya yuthena có nghĩa là bằng vũ khí trí tuệ. Bằng vũ khí trí tuệ. Banya yuthena. Và câu số 3 này, vô thề tháp ma răng bành nhà vũ thề ná, là nên tấn công ma vương bằng vũ khí trí tuệ. Nên hãy tấn công ma vương bằng vũ khí trí tuệ. Đó là ý nghĩa câu số 3. Và câu số 4. Mở tay quá ha, xin nhục rồi. Câu số 4. Chí tăng chá rắc khề ani quê sá nô si già. Chí tăng chá rắc khề ani quê sá nô si già. Câu này có 4 từ. Chí tăng chá là 1, rắc khề là 2, ani quê sá nô là 3, si già là 4. Chữ chí tăng tức là chí tăng cộng với cha, nó biến thành chí tăng cha. Chí tăng nó là do cái từ chí tá ha. Chí tá nó là một danh từ trung tính, á karan ta na pum sắc ca linh ga. Và ở đây được chia theo đối cách số ít, đô tỳ gia vừa phát tí e ca qua chân á. Cho nên chí tá biến thành chí tăng. Chi tăng là đã được chiến thắng. Chiến thắng và thêm chữ chá, chữ bà ở phía sau. Cho nên nó không còn chi tăng nữa mà nó biến thành chi tăng. Chi tăng chá. Chi tăng chá là và
được chiến thắng và đã được chiến thắng. Rồi, từ thứ hai, rắc khê đây là một động từ số ít, có nghĩa là nên bảo vệ, nên cố giữ, nên gìn giữ. Chữ chí tăng, M có dấu chấm cộng với cha, nó mới biến thành chí tăng cha. Rất khê, nên bảo vệ, nên gìn giữ. Rồi, Aniwe Sano, chúng ta thấy cái đồ ngữ Á ở phía trước có nghĩa là không. Niwe Sano do cái từ Niwe Sana, nó là một danh từ trung tính, Á Kran Tán La Phung Sát Cà Linh Gá. Và ở đây Niwe Sana, nó được đứng làm chủ từ số ít Bạch Tham Án Ekawachana Vipati, cho nên Niwe Sana biến thành Niwe Sano là ngơi nghỉ, chỗ ở, trú xứ. Nhưng mà có chữ A ở phía trước có nghĩa là không có sự ngơi nghỉ, không có trú xứ. Rồi, Sĩ Gia, chữ cuối cùng Sĩ Gia ở đây nó là một động từ số ít, có nghĩa là nên là, nên trở thành. Sĩ Gia là, nên trở thành. Và câu cuối cùng, chi tan cha rắc kê ani quê sa nô si ya, chi tan cha rắc kê ani quê sa nô si ya, và nên bảo vệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ơi nghĩ, và nên bảo vệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ơi nghĩ. Đó là ý nghĩa câu số 4. Như vậy câu Phật ngôn 40 ha. Phật ngôn 40. Cung phu ba măng ca giám mi măng quý đích tòa na gà ru ba măng chi tắc mi đăng tha bê tòa dô thề na ma răng bành nhà dô thề na chi tành cha rắc kê ani quê san ô si già. Câu Phật ngôn 40 cho chúng ta ý nghĩa: sau khi biết được thân này tương tự chậu đất nung, sau khi củng cố tâm này tương tự thành trì, nên công kích ma vương bằng vũ khí trí tuệ, và nên bảo vệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ngơi nghỉ. Xin lặp lại: sau khi biết được thân này giống như đồ gốm, sau khi củng cố tâm này giống như thành trì, thì nên tấn công ma vương bằng vũ khí trí tuệ, nên bảo vệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ngơi nghỉ. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: thân này gốm sứ mong manh, tâm này kiên cố thủ thành chống ma, gương vàng trí tuệ vung ra, giữ gìn chiến thắng một tòa vô tham. Thân này gốm sứ mong manh, tâm này kiên cố thủ thành chống ma, gươm vàng trí tuệ vung ra, giữ gìn chiến thắng một tòa vô tham. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Rồi, bây giờ
chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu ngôn này ý nghĩa rất là hay, duyên sự cũng tuyệt vời ha. Giờ mấy giờ? Thời gian mới có 6 giờ mấy à? Quý vị hãy nghe cái duyên sự này rất là hấp dẫn. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên trong thành Sawatthi thì có 500 vị tỳ khưu đến xin thọ giáo cái đề mục minh sát với Đức Thế Tôn, rồi cùng nhau kiếm chỗ để hành sa môn pháp. Alo, quý vị nghe rõ không? Có gì thắc mắc, có gì rắc rối thì nói ha. Tức là 500 vị tỳ khưu tới xin đề mục nghiệp xứ nơi Đức Phật và kiếm một cái nơi để thực hành về cái đề mục đã thọ trì. Sau khi trải qua một lộ trình là hàng trăm vô tuần, các vị tỳ khưu này ở một cái thị trấn dân cư rất là tù mật, và khi đó nhiều người trong thấy Di Tăng ra thỉnh bát của các ngài, rồi vào nhà an tọa trên những chỗ ngồi đã được soạn sẵn, dân cúng những vật thực ngon lành. Xong rồi mới hỏi: bạch các ngài, chẳng hay các ngài đi đâu vậy? Chúng tôi đi tìm một cái cảnh giới tiện nghi. Và khi nghe được như vậy thì họ hiểu rằng Chư Tăng tìm nơi an cư, cho nên họ mới bạch rằng: bạch Chư Đại Đức Tăng, nếu có thể xin thỉnh quý ngài lưu lại nơi đây trong 3 tháng an cư, chúng tôi sẽ nhờ quý ngài trao truyền quy giới để văn giữ hành theo. Và khi được biết Chư Tăng đã nhận lời, họ mới đưa Chư Tăng đến một khu rừng lớn gần đó, xin thỉnh các ngài hãy ngủ ở nơi này. Nói rồi họ cáo từ trở về trong làng để Chư Tăng đi vào trong khu rừng đó. Các vị chư thiên ở trong rừng nghĩ thầm: ồ, Chư Tăng này là những bậc có giới đức, nay là có dịp quang lâm đến khu rừng, trong lúc quý ngài cư ngụ ở đây mà chúng ta đưa con, đưa cháu, đưa em út trèo ở trên cây thì con không được. Vì thế mà các vị chư thiên, các vị thọ thần đó mới tụt xuống ngồi dưới đất và tính thầm rằng: chắc quý ngài nghỉ đỡ một hai đêm thôi, rồi ngày mai, ngày mốt sẽ đi nơi khác. Nhưng mà hôm sau Chư Tăng lại vào làng khất thực xong trở lại khu rừng đó, thì các vị chư thiên mới cho rằng: chắc hôm nay có ai thỉnh các ngài nên các ngài còn ráng ở lại nơi đây, hôm nay chưa đi thì ngày mai sẽ đi chứ có gì đâu. Và chư thiên ở dưới đất với cái sự hy vọng từng ngày như thế cho đến nửa tháng. Khi đó các vị chư thiên mới nghĩ: quý ngài này an cư kiết hạ ở đây 3 tháng rồi, thời gian mà quý ngài an cư ở đây thì chúng ta ngự trên cây không phải là một cách đúng. Còn nếu mà chúng ta đưa con cái em út mà nằm mà ngồi dưới đất cả 3 tháng như thế này thì khó nhọc cho chúng ta, khổ cho chúng ta. Thôi thì chúng ta phải làm sao cho mấy vị này bỏ chạy đi mới được. Thế là chư thiên hiện ra làm ma nhát Chư Tăng, khi thì cho thấy cái đầu lâu, khi thì cho thấy cái thân mình mất cái đầu, khi thì cho nghe những cái tiếng rú kinh dị của phi nhân, rồi phi nhân phá phách khắp nơi cư ngụ của các ngài, những cái nơi hành đạo trên con đường kinh hành chẳng hạn. Các vị tỳ khưu mất ăn mất ngủ, sa sút hao mòn, lần lần nhốm bệnh. Quý ngài mới hỏi lẫn nhau: đạo hữu bệnh gì vậy? Vị thì nói: tôi đau thần kinh. Vị thì nói: tôi đau phổi. Vị thì nói: tôi bị ung thư. Truy ra nguyên nhân của các bệnh thì mới biết đó là bệnh bị ma nhát. Này đạo hữu, hôm nay tôi thấy một cái đầu lậu ở cuối con đường kinh hành. Ồ, tôi thấy một cái thân hình không có đầu ở trong chỗ ngủ. Ồ,
tôi nghe cái tiếng rú kinh dị lúc mà đang ngồi hình thiền. Thôi thì chúng ta bỏ nơi này, kiếm chỗ khác nó thích nghi hơn, chứ ở đây thấy bất tiện quá. Chúng ta hãy về trình lên bậc đạo sư. Rồi Chư Tăng đồng ý lìa bỏ khu rừng, đi bộ lần hồi về đến chỗ ngủ của Đức Bổn Sư. Đến lễ Đức Phật xong, ngồi qua một bên. Khi đó Đức Phật phán hỏi Chư Tăng: Này Chư Tỳ Khưu, các vị chắc chắn cái nơi các vị ở được an vui phải không? Vâng bạch Ngài, trong lúc chúng con ở đó có nhiều hiện tượng phát sinh rất là đáng sợ, khiến cho chúng con mất sự an vui. Chúng con đồng ý cho rằng nơi này không tốt, cần phải xa lánh, cho nên chúng con mới bỏ nơi đó về đây trình bạch với Ngài. Này các vị khưu, các ông nên đến chỗ ở như vậy đi. Bạch Ngài không thể được, ma nhát. Này các vị khưu, lần trước các ông ra đi không mang theo vũ khí, lần này nên lấy khí giới đem theo rồi hãy lên đường. Bạch Ngài, khí giới nào mà chắc ăn như vậy? Đức Phật mới nói rằng: Để ta ban cho khí giới, các ông hãy nhận lãnh khí giới của Như Lai ban cho rồi hãy ra đi. Và nói xong, Đức Phật khẩu truyền dạy hết cái bài kinh từ bi: Các rạch ni gia mật thất của sa lê na dần tăng san tăng bát đằng a phi sa mê cha sắc cô u chu cha su u chu cha su wa chu cha sa mu du a na ti ma ni. Pháp hữu ích nên hành cần thiết, đường niết bàn nên quyết duỗi rong, kỹ năng chân chánh phục và bồng, thẳng ngay mềm mỏng không lòng cũng cao. Và tiếp theo bài kinh thì Đức Phật dạy rằng: Này các tỷ kheo, bài kinh này các ông tụng niệm cho thường, từ lúc đặt chân vào khu rừng cho đến lúc đi ra ngoài vòng tịnh xá, rồi sẽ vào bên trong, vân vân. Các ông cứ yên trí lên đường đi. Các vị tỷ kheo đánh lễ từ biệt Đức Bổn Sư, ra đi lần hồi đến bìa rừng đó, và đồng thanh vừa niệm kinh từ bi vừa đi vào trong rừng. Toàn thể chư thiên ngủ trong khu rừng đó đều phát tâm từ bi, ra nghinh tiếp Chư Tăng, xin rước y bát, hoặc là xin đấm lưng, hoặc là xin bóp tay chân cho các ngài. Những nơi ăn chốn ngủ hoặc là chỗ hành thiền, và súng nhau gìn giữ luôn phiên sắp đặt trang hoàng, không còn có tiếng kêu rú của phi nhân nữa. Nhờ thuận cảnh mà Chư Tăng hành đắc định, rồi nơi chỗ hành thiền ban đêm và ban ngày, các ngài dùng cái tâm minh sát để quán sự sanh diệt của tự ngã. Tiến hành về pháp quán, các ngài thấy rõ rằng cái bản ngã này nó giòn yếu, dễ tan vỡ, cũng giống như một cái món đồ gốm vậy thôi. Đức Phật ngự trong hương thất, biết tâm ý của Chư Tăng ở trong rừng đang trong cái trạng thái tiến hành tuệ minh sáng, bằng gọi các vị ấy và dạy rằng: Này các vị kheo, cái bản ngã này nó dễ bị tan vỡ, chẳng vững, chẳng có bền, mà vốn. Và Đức Phật phóng hào quang sáu màu rực rỡ hiện kim thân cho Chư Tăng thấy, như ngài đang ngồi đối diện. Mặc dù lúc đó ngài đã đứng cách xa Chư Tăng hàng trăm cho tuần, và ngài đã đọc lên bài kệ: Cùng phù ba mần cà giám mi mần quý đi tòa na gác rù ba mần chích tâm đằng tháp bế tòa dù thề tháp mà rằng bàn nhà giúp thề ngã Chư Tăng chạy rắc thề á nghị quê xã ngô si già. Thân này đã biết mong manh như đồ gốm hay bể, thành giữ tâm sáng dương trí tuệ đang cầm, khá mau đánh đập đánh dẹp ma quân vây thành, giữ phần thắng bị về mình, chứ đừng đắm trước mê tình không nên. Và cuối câu Phật ngôn: Chỉ 500 vị tỳ kheo đó chứng đắc thánh quả A La Hán với tuệ phân tích. Rồi từ chỗ ngồi
bay lên tán thán ca tụng kim thân của Đức Như Lai. Với duyên sự này chúng ta thấy rằng nhờ kinh Bác Ái Cảm Chư Thiên, 500 tỳ kheo ở Mới Yên hết bị tà ma gây bệnh sợ, còn nhờ giả quỷ hộ rừng thiền, gan tâm minh sát xây thành trí, lấy kiếm siêu nhân dẹp giặc phiền, bản ngã quán rời như ngói bở, thoát trần nhẹ bước gốc thiên nhiên. Alo, quý vị còn nghe không? Duyên sự là như vậy. Ai sợ ma thì nên học cái bài Karani thật thuộc lòng. Và khi thuộc cái bài Karani thì quý vị đi đâu cũng sợ. Người khôn có đủ đức tài, hàng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tĩnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn. Phần tiếng Việt cũng rất là hay, nhưng mà nếu mà quý vị thuộc cái bài đó và rồi cái từ cái dòng kinh chúng ta lái qua dòng kệ để chúng ta coi như an trú nhập tâm luôn ha. Đây cũng là một bài kệ rất là hay chứ không phải là dễ đó, dở đâu. Karani yaman thakutale na yantan santan badang apisamen che sangku uchu chasu uchu chang suvacho chang samuduanati mani. Bài Karani, nếu mà chúng ta đọc được bốn câu đầu, bốn câu giữa, bốn câu sau thì chắc bốn câu đầu đọc được là bốn câu sau, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ còn mười mấy phút nhường cho quý vị thảo luận. Alo, ai sợ ma đưa tay trước. Rồi sĩ Nhật Quỳnh á, chắc là sợ ma dữ lắm cho nên đưa tay lẹ hết ta. Nam mô Bụt Thầy, dạ sa thủ lành thai, và con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy từ vựng và vô sự câu pháp phúc kinh số 40. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con có câu hỏi như thế này bạch ngài, tại vì ngài nói ai sợ ma thì đọc kinh Karani thì sẽ không biết ma sợ và mình sợ ma. Nhưng mà con nghĩ trong rừng này chắc có nhiều người biết Thiên Lý Thiền Viện. Con thì con chưa có đi tới đó lần nào, mà ngài cũng đã tới rồi, Thượng Tọa Pháp Thanh cũng tới rồi, và trong rừng này nhiều vị, con biết nhiều vị cũng đã tới rồi, bản thân con thì chưa tới. Nhưng con nghe có một vị đó lúc đó học kinh giỏi lắm nha, học kinh giỏi lắm, học bài Karani này nè, thuộc mau luôn. Rồi lúc đó không biết ở thiền viện nó tổ chức cái lễ gì đó, con không có nhớ, dạ lâu rồi, mấy năm rồi. Thì cái vị đó đó nói ở trước thiền viện có cái cục đá gì đó bạch ngài, con thỉnh ngài chúc ngài cầm mít, ngài nói cho con hiểu rõ hơn. Có cục đá gì đó, cái cây gì đó đại khái ở đằng trước thiền viện á, trước chân đỉnh thiền. Nên cái vị này là đem bài Karani này lại đọc trước khi vào lễ bái tam bảo. Xong vị này bị sao đó, đại khái là giống như bị nhát vậy đó. Thì vị này mới nói với con, nói sao mà con đọc bài Karani mà vẫn bị gì gì nè cô. Cái con thì con nói vậy nè, không phải mình đọc bài Karani này với một tâm từ thì mới mong rằng mà thiên nhân người ta thương yêu mình, người ta không nhắc mình. Chứ còn mình đọc Karani với cái tâm mà tối đây là học thuộc kinh Phật là thua là phải rồi, thôi lần sau ngày sau trở lại nghe chưa. Rồi phải nói là đi vô lại tâm bảo cầu trước đi, rồi hả ra rồi mà rải tâm từ cho người ta, chứ đừng có nghĩ mình thuộc kinh là mình lại mình trả cáp người ta. Thì vị này làm thì hết. Cái câu hỏi của con á là bạch ngài,
mình mà đọc bài Karani, rõ ràng Đức Phật dạy đây là vũ khí, nhưng mà với cái tâm như thế nào thì phi nhân người ta mới phục, mới kiên nảy mình. Và con kính nhân mới đến ngày ngày chỉ dạy cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ cảm ơn Quỳnh Giang Nhất Hạ. Dạ con cung thỉnh Khai Bạch Ngài, chắc Ngài đi ra Ngài mở cổng chùa hay gì rồi, Ngài không có trước máy rồi. Ngài thấy Nhật Quỳnh đưa tay, Ngài vui quá nên Ngài bỏ mít, Ngài chạy mất tiêu luôn rồi. Dạ một lần nữa con cung thỉnh Ngài Trí Đức, dạ con kính nhân mít đến Ngài. Alo, cái gì nó xấu vậy? À, lại có Chi Tăng Nhập Hạ ở đây, được hai vị nữa. À, bỏ mấy chúng ra ngồi tăng dốc. À, cho nên vô nghe quý vị nói, nhất là Sĩ Nhật Quỳnh hay nói xấu quá. À, ở đây Sĩ Kim Dung nói lần thứ hai tuần tới học bài Karani hả? À, như vậy là chứng tỏ Sĩ Kim Nhung là sợ ma. Ai sợ ma thì nên học. Mà thật sự học cái bài này á, à, hình như đã học rồi mà. Bài này đã học rồi, nhưng mà Sĩ Kim Nhung nè, Sĩ Hồng Mai mới bị mới vô là chưa học. Còn thật sự trong cái room này có học rồi. À, cái bài đó rất là hay. À, rất là khó đọc chứ không phải là dễ. Bởi vì nếu mà đọc dễ thì ma đâu sợ. À, mà khó đọc, mà đọc ma mới sợ. À, à, cho nên quý vị cố gắng ha. Thôi một à, như vậy chúng ta à, nhất trí ha. Ngày thứ hai chúng ta sẽ học cái bài Karani ha. Nó cũng là những bài kinh hộ trì. À, những cái bài kinh mà chúng ta đọc cảm thấy cái tâm hồn của chúng ta nó nhẹ nhàng. À, và nó có một cái âm hưởng, có một cái lực mà chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ. À, như vậy thì mình chào Dung Nguyễn, lâu thiệt là lâu ha. À, Dung Nguyễn ở Khánh Hòa nè, Nha Trang nè. Hôm nay chắc là bị Covid hay sao mới chạy vô room này chứ. Chứ bình thường thì đi dạy học. À, hôm nay mới đến với đạo tràng chắc là bị à, không có dạy nữa cho nên mới vô room. Rồi như vậy là tuần sau nha. À, Nha Trang Bình hả? Xa thủ, xa thủ. Như vậy thì tuần sau chúng ta sẽ học cái bài Karani này. À. Rồi bây giờ quý vị còn thời gian, à, quý vị có thể có ý kiến gì về bài kinh này. Và trong cái phẩm Tự Ngã này á, nó có những cái mà rất là hay nói về chính bản thân của mình. À, khi mà ôn lại thì quý vị hãy lấy một bài kinh nào trong cái đoạn Tự Ngã này để nói lên à, mình tâm đắc, hay là mình có những cái gì mà nó rối, để nhờ đạo tràng coi như chỉnh sửa. À, bởi vì trường hợp chúng ta học đây á, có nghĩa là học thầy không thầy học bạn, chúng ta thảo luận và nhiều ý kiến để rồi chúng ta rút ra những cái hay cái đẹp. Chứ thật sự cái bài kinh này á, câu Phật ngôn này Đức Phật nói với 500 vị tỳ khưu đó, còn chúng ta không phải trong trường hợp đó. Cho nên cái hiểu của chúng ta nó lầm lạc, nó sai và nó không thích nghi với cái thời kỳ đó. Thời kỳ đó thì chúng ta vô rừng, vô tư, thoải mái, tu tập nghĩa là rất là tự tại. Bây giờ vô rừng được không? Bây giờ tu tập đông người được không? Hồi đó 500 vị tỳ khưu đi một lần, một đoàn, rất là tốt đẹp.
Nhưng mà bây giờ đi ba người thôi, hai người thôi, hoặc là một người mà đi ra đường trong cái tình trạng mà giới nghiêm thiết quân luật như bây giờ, à, không đem theo bác thì tôi thua 2 triệu, 5 triệu. Mà không có tiền thì coi như đi ra ngoài chắc chắn là bị ăn đòn rồi. À, cho nên bây giờ chúng ta phải quay lại với chính mình, tự mình cấm túc. À, tự mình cấm túc tức là ở đâu ở yên đó đi. À, ta dạy tôi tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, tới chỗ đông người rồi bị chết chùm, bị cộng nghiệp. À, rồi bây giờ quý vị có ý kiến gì còi gì chứ? À, chúng ta học xong rồi chúng ta phải thảo luận, chứ không phải học rồi coi như là ô hay cũng được, dở cũng được, sao cũng được, hay sao tôi dạy không được. Quý vị phải có ý kiến làm sao, tại sao quý vị đọc sai chúng tôi sửa, mà quý vị đọc đúng thì chúng tôi thưởng hoa. À, thì như vậy phải có sự quan tâm, phải có sự theo dõi. Rồi câu Phật ngôn này dạy chúng ta cái gì này, mà đâu mà chúng ta sợ. À, nếu mình làm chủ được chính mình thì mình có sợ ma hay không? Mình không làm chủ được chính mình chứ. Nó kêu, nó la, nó cho mình thấy, mình nhắm mắt lại làm sao mình thấy. Mà nó la, mình bịt lỗ tai lại làm sao mình thấy, làm sao mà nghe. Thấy và nghe do chính mình. Mà mình với cái tâm mình sợ hãi thì mình run thôi. Chứ còn cái tâm mình cái như cả ai sao tôi dạy, mày la mấy mày la, mày xuất hiện làm gì làm. À, thì mình cứ bình chân như vậy đi. À, thì làm gì mà sợ, sợ là chắc ha. À, trời ơi, la lố ôm sồn vậy mà cũng sợ ma nữa ha. À, cái si kim này tướng thấy cũng hùng hổ lắm mà, thấy cũng ngầu lắm mà. À, thì làm sao mà sợ đó. Rồi sợ sao nó thử coi. Mời chị kia. À, con xin chào sư Chí Đức, các sư. Không biết con đó có mấy sư nói sư Pháp Trang, sư Tại Đức, con cũng dòm nó, con mắt làm bài không để ý nữa. Dạ con xin chào các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư ơi sư, cái gì cũng sợ hết sư. Sư kêu bây giờ đi vô rừng á, rừng phải vô túc rừng sâu, rồi nhất là Việt Nam, Việt Cộng cắt cây hết trơn rồi, đâu còn cây đâu, vô trỏng toàn mai sống trong đó, chứ mà chết nó cũng sợ mai sống nên nó chạy mất tiêu hết trơn. Người xưa ơi, thôi tóm lại quay qua cái bài này đi. Còn có ý kiến là trong cái bài này nói những 500 vị sư này đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ có đủ ba la mặt rồi, Đức Phật chỉ giúp cho họ để họ mau thành tựu thôi. Cái đó là không có nói được về cái ba la mặt của mấy người này, không đắc nghe một bài đó, đắc A La Hán rồi là họ kinh khủng lắm rồi, họ tu quá trời quá đắc rồi, không nói đây. Nhưng theo con hiểu trong cái bài kinh này á, thì trong đó là khum phu ba măng kha giá mí măng quý đích tăng, tức là coi cái thân này giống như đồ gốm, đồ gốm, đồ dễ bể, tức là nó làm bằng đất sét, nó nung lên. Thì sau này thì chờ tăng tiến chế ra đồ mũ, chế ra cứng hơn nữa bằng nhôm, bằng stainless steel. Stainless steel là gì? Đồ inox, inox si đáp. Thì những cái vật đó cứng hơn, thì bền hơn, thì cũng nồi niêu sơn chở giống vậy. Thì đồ gốm thì nó dễ vỡ, thì giống như cái thân này coi ngon lành dữ lắm, coi đẹp đẽ, coi tùm lum tùm la, nhưng nó chết lúc nào không biết. Thì phải thành chết đi, chỉ còn cái thân, cái tâm nó luân hồi, nó khiếp sanh diệt, luân hồi nhiều kiếp nhiều đời không biết. Thì Đức Phật dạy nên chú tâm như thầm trì, chống ma vương với gươm trí tệ. Thì nói chúng ta nên giữ cái tâm chúng ta cho được tốt, tức là thu thúc lục căn đối với sáu cảnh trần, sắc thinh khí vị xúc pháp, tức là những cái gì mà mình thấy mình cần thì mình lấy, chứ đừng có quá tham. Thì tức là chống ma dương với kim
gồm trí giữ chiến thắng không tham, tức là tham không tham, không sân không si, thì những điều này rất khó. Khi mình nhìn thấy cái điều mình ưa thích, mình dễ bị cám dỗ lắm. Nếu có những người mà có sự tu tập sẽ từ từ nó tốt hơn. Ban đầu thì tham ít, rồi từ từ ban đầu tham còn tham nhiều, rồi bớt một chút. Phải có sự tu tập liên tục. Tức là mình tu tập, tức là mình phải giữ cái tâm mình. Khi cái tâm nó phóng, nó ham muốn một gì quá, thì mình phải nắm tâm lại, mình suy nghĩ đây, tại sao mình ưa thích nhiều giống như vậy, thì sẽ bị lôi cuốn theo cái cảnh ngoài đời, thì sẽ không còn giữ cái tâm vững nữa. Thì con hiểu cái câu này thôi. Và nó vừa rồi Dư cũng nghĩ được mấy phút thôi sư ha. Dạ, đồ gốm dễ vỡ, cái thân dễ chết. Dễ chết hay dễ bị chết rồi, khỏe rồi không chết nữa, cà giật bị cà nhắc cà thọt gì đó, thiếu một mắt, thiếu một tay, thiếu một chân, rồi bệnh này bệnh kia, ngày nào cũng ăn ngủ uống thuốc, rồi đi vô gặp bác sĩ, vô nhà thương, bắt đầu mệt rồi. Thì đại khái nó hết giờ rồi sư ơi, ý con là nói gì đó. Đức nói túm lại là Đức Phật nói phải giữ cái tâm, phải giữ cái tâm thật là tốt. Cho dù cái tâm nó phải giữ có một cái trí tuệ rất là tốt. Mình không có trí tuệ, mình rất khó giữ giới, rất khó mà hành trì. Tất cả đều là như vậy hết. Phải cái tâm rất là khó dạy, phải dọn nó từ từ, dạy nó từ từ. Nó vẫn nhảy lên nhảy xuống giống như cốc vậy, nhảy tới nhảy lui, cứ lộn xộn vậy hoài, con thấy rất là khó. Thì cái bài này Đức Phật lúc nào Đức Phật cũng nói ý tâm là dẫn đầu tất cả mà, rất là khó. Dạ thôi con xin hết cho sư, hết giờ rồi, để sư rầy con nữa, con xin trả máy lại cho sư ạ. Dạ. Sa thu Sĩ Kim, tuyệt vời. Hết cái phẩm này, tức là tới câu 43 là hết cái phẩm tự ngã. Thì mong rằng Sĩ Kim sẽ có một cái câu Phật ngôn nào trong cái phẩm tự ngã này mà nói lên được những cái điều như vừa nói. Đó là một cái sự thành công ha. Tức là chúng ta hãy chọn một trong những cái bài mà chúng ta thích tâm đắc, để rồi chúng ta coi như hướng tâm về đó, lấy đó làm kim chỉ nam trong sự tu tập ha. Rồi, chuyện nhỏ ha, trời ơi, chuyện nhỏ nhưng mà không có nhỏ đâu nghe. Nói một câu Phật ngôn thôi, chứ không phải như hôm trước nói là 6-7 câu luôn. 6-7 câu rồi mới túm lại. Một câu mình túm chắc ăn hơn, chứ 6-7 câu túm lại nữa, túm không có an toàn. Một câu thôi. Rồi, nhớ ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nà sa cha quá chê nà sô thư vô phô tụ sa bà đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời Sĩ Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.